Hello, xin chào anh em, chào anh em đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình các bạn nha. Thì hôm nay là mùng 1 tháng 7 rồi thì Lĩnh làm ra một clip này, nói chung là một cái chương trình khuyến mại giảm giá cực kỳ sốc luôn cho anh em nha. Thì nhân dịp đầu tháng thì Lĩnh cũng chúc anh em biker ba miền hay là fan hâm mộ của Lĩnh một tháng mới may mắn làm ra thật là nhiều tiền các bạn nha, sức khỏe dồi dào anh em. Rồi, thì hôm nay Lĩnh sẽ muốn giới thiệu anh em hai cái dòng sản phẩm chính hãng của Racing Boy và X1R các bạn nha. Thì hôm nay Lĩnh muốn sell cho anh em hai cái dòng sản phẩm cực kỳ là hấp dẫn luôn anh em, và đặc biệt là có nhiều cái đồ chơi thanh lý ở bên dưới này anh em. Ở bên dưới này anh em. Đó. Đây nha, đây là một loạt những đồ chơi thanh lý thì tí thanh lý Lĩnh sẽ nói cuối các bạn nha. Bây giờ đầu thì Lĩnh sẽ giới thiệu anh em hai cái dòng sản phẩm Lĩnh muốn hôm nay là sale giảm giá cho anh em. Đầu tiên là chiếc gắp nhôm XMV-R1 nhập khẩu chính hãng X1R. Đấy, thì là chiếc gắp này thì Lĩnh có làm một clip review cho anh em rồi. Đây, đây là chiếc gắp. Đấy thì nguyên đai nguyên kiện anh em mình được đập hộp như này các bạn nha. Thì hôm nay những cái dòng mà Lĩnh bán về cho anh em cái gắp này ấy là sẽ dành cho Winner X2150 và Rider các bạn nhé. Đây thì chiếc gắp đây. Đấy, chiếc gắp này thì cũng đang lắp ở trên xe của Lĩnh, đang lắp ở trên chiếc xe của Lĩnh đây. Đây là cái chiếc gắp của XMV-R1 các bạn nhé. Đó, XMV-R1. Đấy, đây là gắp nhôm các bạn nhé. Đó, thì anh em nào mà gắp cũ hỏng xấu gì rồi thì anh em thay cho mình cái gắp này vào thì đảm bảo vừa đẹp mà nó gọn xe. Nó là gắp nhôm, nó rất là nhẹ và nó sẽ không bao giờ bị tình trạng là rỉ sét các bạn nhé. Thì gắp nhôm này thì anh em có thể thấy là cái màu này là màu họ xi màu lên, rất là bền. Cái phần tăng sên cũng rất là đẹp các bạn nha, tăng sên âm. Đây, thương hiệu XMV-R1 đây anh em, của X1R các bạn nha. Đó, trên tay Lĩnh cầm là chiếc của X2150. Đấy, thì là tất cả hôm nay Lĩnh thanh lý về cho anh em là chỉ còn 9 cái thôi. 9 cái là có 3 cái của Winner và 5 3 cái Winner và 6 cái thì là có 5 cái của XI và một cái của Rider. Đấy, thì trên tay Lĩnh đang cầm đây các bạn nhá, là của X250. Đó. Tiếp theo này, tiếp theo là Lĩnh sẽ giới thiệu anh em con Rider. Lĩnh tìm con Rider các bạn nhá, tìm Rider đã. Xem Rider để đâu. Rider để đâu nhỉ? Đây, con Rider đây. Rider thì chỉ có một màu đen các bạn nhá. Rider chỉ có một màu đen thôi. Đây, Rider thì nó sẽ nhỏ gọn hơn, nó chỉ có một cái màu đen các bạn nhá. Duy nhất chỉ còn một cái Rider màu đen. Đây anh em. Đấy. Đây các bạn nhá. Đây là Rider màu đen. Đó, Rider màu đen như này. Anh em có thể ngắm lại này. Đấy, thì nếu mà anh em mà muốn xem chi tiết hơn ấy, thì anh em có thể kéo xuống phần video bên dưới, hoặc là Lĩnh có để cái phần link mô tả của những cái chiếc gắp này ở bên dưới phần mô tả các bạn nhá. Anh em cứ vào phần mô tả là em có cái đường link. Tiếp theo là của Winner các bạn nhá. Của Winner. Để Lĩnh tìm Winner xem là nó ở đâu. Winner thì Lĩnh chỉ còn một cái đang để trưng ở trong tủ thôi các bạn nhá. Winner chỉ còn một cái trưng trong tủ đấy, thì nó anh em có thể thấy là cái gắp này là Winner thì nó có thêm cái điểm vấu này, cái phần bắt đây. Thì Lĩnh đính chính lại các bạn nhá. Thì lúc đầu là Lĩnh đếm chỉ còn 9 cái, Lĩnh nghĩ là Winner còn nhiều, nhưng mà thực ra Winner còn đúng một cái đâu. Đấy, Winner X lắp được các bạn nhá. Thì cái màu của nó thì nó Winner với XI ấy, thì là Winner chỉ còn một cái màu là xám titan này. Còn nếu mà XI thì là có cả một cái màu vàng này này anh em này. Đấy, cái màu vàng titan các bạn nhá. Đấy, cái màu vàng titan thì nó hai cái màu này nó gần tương tự nhau. Đấy, thì XI sẽ còn 7 cái, Winner còn một cái và Rider còn một cái các bạn nhá. Đấy, thì là với phần gắp nhôm này. Đấy, thì các bạn về lắp như zin cho XI, Winner hoặc Rider các bạn nhá. Vừa rồi thì Lĩnh có nói đến với anh em là về cái phần gắp của X1R các bạn nhá. Thì cái gắp này ấy, thì Lĩnh sẽ bán với cái giá mà cực kỳ rẻ so với giá đề xuất là 300.000 luôn, giảm luôn cho anh em 300.000. Là tức là cái gắp này hiện tại là thị trường đang bán là 1.950.000. Đấy, thì Lĩnh làm cái chương trình khuyến mại lên với anh em là cái giá chỉ còn 1.650.000 cho tất cả cái gắp này các bạn nhá. Rider, XI và Winner đều như nhau hết. Đấy, thì anh em ạ, cái phần gắp này thì Lĩnh để cái đường link ở dưới phần mô tả chi tiết hơn về những cái phần màu các bạn nhá. Và kể cả cái phần link mua hàng nữa thì anh em cứ xuống cái phần mô tả thì Lĩnh sẽ để ở cái phần mô tả các bạn nhá. Đó.
Đây là cái gấp đã qua các bạn nha. Tiếp theo là cái dòng hôm nay đến chỉ còn hai cặp bánh mâm này. Đây của Jaysimo chính hãng. Đây là cái mâm 5 cây đang lắp trên xe lĩnh đây anh em. Đang lắp ở trên xe lĩnh đây các bạn nha. Đây mâm 5 cây đây. Đấy, mâm 5 cây đây các bạn nha. Đó. Thì bây giờ lĩnh sẽ đập thùng ra thì chỉ còn hai bộ thôi. Đây thì các bạn, đây là hộp các bạn nhận là nguyên đai nguyên kiện hàng mâm chính hãng của Jaysimo. Là bản mâm 5 cây 1.6 các bạn nha. Lắp cho XA 150. Đấy. Đây các bạn nha. Đây 1.6, anh em nhìn màu rất đẹp nha. Đấy, thì Linh có một clip review về cái sản phẩm mâm này rồi và đã đang lắp và chia sẻ Linh đây. Đây là bánh mâm đằng trước các bạn nha, 1.6. Đó. Và tiếp theo là 1.6 đằng sau. Đấy, mâm đằng sau. Đây, mâm đằng sau đây anh em. Đó. Các bạn nha, đây là màu vàng các bạn nha. Thì kèm theo hộp ấy, kèm theo hộp sẽ có thêm cả cái tem dán và logo sổ bảo hành của mâm đây. Đó, thì ở trong hộp như này các bạn nha. Đây là bộ mâm màu vàng. Tiếp theo là còn một bộ màu đen nữa. Một bộ màu đen nữa. Một bộ màu đen đây. Đó, màu đen đây các bạn nha. Đấy, màu đen đây. Đấy, thì đen này là vẫn là đen nhám các bạn nha. Đấy, đen nhám. Rất đẹp. Cực kỳ khỏe luôn. Lĩnh chạy cả mâm này quá đẹp luôn anh em. Đấy, thì là đây vẫn là tem này. Thì là nhân tiện cái tháng 7 này thì thôi làm một cái chương trình sale giảm giá đột ngột cho anh em mình sốc. Cho anh em mình sốc luôn. Thì cặp vành ngày hôm nay Lĩnh tiếp tục sale với giá là 1.750.000 một cặp này các bạn nha. Một cặp. Đấy thì một cặp chỉ còn hai cặp thôi. Anh em vào XI lên đơn nhanh các bạn nha, không là lại cháy hàng. Thì anh em nào muốn chốt đơn nhanh thì anh em cứ inbox qua Zalo Facebook cho Lĩnh theo số điện thoại là 0988 034 22 các bạn nha. Đấy thì là nhắc lại anh em, XI 150 là chỉ còn có một cặp đen, một cặp vàng thôi các bạn nha. Một bản 1.6 anh em nha. Đó thì Lĩnh sẽ bỏ riêng ra đây đã. Bỏ riêng ra đây đã. Đấy. Hơi nóng tí, hôm nay nói hơi nóng tí. Tiếp tục anh em, mình sẽ về cái phần Lĩnh thanh lý cho anh em đây. Đây phần thanh lý và camera có thể lùi đây chút. Hôm nay Lĩnh sẽ thanh lý về cho anh em biker một số cái sản phẩm mới và một số cái sản có một cái sản phẩm là đã dùng rồi nhưng mà còn rất là keng các bạn nhá. Thì sản phẩm mới thì đầu tiên là cái bộ số gẩy này. Đây là một bộ số gẩy lắp zin cho XI 150. Số gẩy số gẩy kép các bạn nhá. Đây là hàng chính hãng của Sakpower. Hàng chính hãng Sakpower. Đó, chính hãng Sakpower đây anh em nhá. Đó, thì là một bộ này sẽ kèm theo là bát ốc cốt và cái cần số đầy đủ hết. Đấy, một bộ này Lĩnh sẽ thanh lý về cho anh em là 1.3.000. 1.3.000 nhá. 1.3.000 đây anh em nhá, 1.3.000. Rồi, tiếp theo là cái bộ thông hơi. Cái bộ thông hơi của Uma Racing. Đây, bộ thông hơi của Uma Racing. Hàng chính hãng các bạn nhá. Uma Racing. Bộ này thì Lĩnh bán hàng mới 100% các bạn nha. Ở trên thị trường đang bán là 400.000, Lĩnh bán cho các bạn 250.000 cặp này. Tiếp theo Lĩnh giới thiệu đến anh em một cái sản phẩm dành riêng cho SH nhá. SH đây các bạn ơi, đây là cái tay phanh côn của CRG dành cho SH các bạn nhá. Hàng này là hàng xịn các bạn nhá. Đó, màu đỏ, có một đôi màu đỏ dành cho SH. Thì anh em nào SH chắc là ít fan hâm mộ của Lĩnh lắm đúng không? Thì đôi này Lĩnh dành cho anh em nào chơi SH ấy thì là sẽ giá rất là yêu thương luôn. Bình thường đang bán 700.000 cặp này thì Lĩnh chỉ bán lại cho anh em 350.000 cặp này các bạn nhá. Bán lỗ vốn luôn. Đấy, tay phanh CRG. Đấy anh em, rất đẹp các bạn nhá. Tiếp theo anh em mình còn một đôi tay phanh của nhôm của Jaysimo lắp zin cho XI 150. Đó, đây, đôi màu bạc các bạn nhá. Đôi màu bạc. Đấy thì đôi này thì nói chung là cái mẫu này là cái mẫu mà nó cũng khá là đẹp. Thật ra là nó khá là đẹp. Chẳng qua là nhiều anh em mình bây giờ ra cái mẫu mới ấy, thì anh em mình muốn đổi nhưng mà cái hàng nhôm cái đời cũ này Lĩnh thấy nó chất lượng rất là ok các bạn nhá. Thì cặp này Lĩnh thanh lý về cho anh em là 200.000 nhá. 200.000 lắp cho XA 150 màu bạc các bạn nhá. Tiếp theo, anh em thích phá làng phá xóm bu nổ đâu rồi. Hôm nay Lĩnh có một cái chương trình bô rất là rẻ luôn. Lĩnh còn một số những cái hàng bô rẻ. Đây chẳng hạn như còn hai cây, một cây AHM này, một cây leo này, thì cái cây này là nguyên lon thôi nhá các bạn nhá. Lĩnh chỉ thanh lý nguyên lon thôi. Đấy thì anh em nào muốn mua thêm cổ thì anh em inbox cho mình. Cây này Lĩnh thanh lý cho anh em là 120.000 một cây. Hàng mới 100% nhá. Đấy, 120.000 một cây. Còn hai cây màu đen này, 120.000. Đấy, một còn một cái cây rẻ nhất của đất này nữa. Cây này thì nói chung là anh em mình về có thể lắp chơi chơi thôi. Các bạn nào mà học sinh ấy, anh em lắp chơi chơi phá làng phá xóm thì cây này vẫn là cây mới, chẳng qua là nó xước sơn một chút. Đấy, xước sơn một chút như này. Đấy thì cây này Lĩnh thanh lý còn có 80.000. Bèo như cho các bạn nhá, rẻ như mớ rau muống anh em ạ. Đấy, 80.000 các bạn nhá. Đây còn có một cây SC Vát như này. Đấy, cây này SC Vát nhưng mà tem không còn. Đấy thì anh em nào muốn chơi cây này 150.000 nhá.
150.000 cho anh em mình chơi phá làng phá xóm. Tiếp theo là còn một cái gói mà như lúc đầu Linh nói với các bạn ấy, Linh nói với anh em ấy là có một cái cây hôm nay mà Linh muốn thanh lý anh em, mà nó gọi là hàng dùng rồi nhưng mà keng đến 99%. Thì anh em có thể thấy là trên Linh, tay Linh đang cầm combo Nobi 2 nòng hàng xịn của Indo các bạn nha. Đây anh em Linh nhắc với các bạn là đây là hàng Titan xịn các bạn nha. Thì anh em có thể để ý đây, anh em có thể để ý đây, chữ website đây. Đó, website đây nha các bạn nha. Đó, và chữ Indo này, nếu như mà camera không biết có nhìn rõ không, nhưng mà chữ Indo này. Đấy, made in Indonesia đấy. Đấy các bạn nha, đây là hàng xịn các bạn nha. Không là trên thị trường đang có rất là nhiều cái hàng fake này. Thì cái cây bô này là cây bô mà khách dùng khoảng tầm được 500 cây lướt về đổi bô khác thì có thanh lý lại cho Linh. Thì cái cây bô này Linh cũng có một clip test rồi anh em nhá. Đấy thì đây cái cây bô này hôm nay là sẽ kèm cổ titan như này, lắp cho X-Size 150 như zin các bạn nha. Đấy, bao chất luôn, bao chất luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mối hàn cũng cực kỳ đẹp luôn các bạn nha. Thì nói chung là cái phần cổ này chạy khoảng 500 cây thì nó hơi đen chỗ này tí thôi, nhưng mà nó cây này còn keng 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 lắm các bạn ạ. Hàng này thì thôi, hôm nay Linh thanh lý cho anh em đầu tháng 7 với cái combo giảm giá này, chỉ còn 900.000 một cây này các bạn nha, cả cổ 900.000 cả cây cả cổ nha các bạn nha. Nhắc lại anh em là đây là con Nobi 2 nòng hàng xịn. Đấy, hàng xịn. Rất đẹp luôn. Titan các bạn nha. Rồi. Thì trong cái phần video này anh em nào còn thắc mắc gì anh em cứ comment xuống bên dưới cho Linh các bạn nha. Đấy thì là cái sản phẩm như lúc đầu Linh nói với các bạn anh em đây, ở bên dưới này thì là tất cả là cái phần này là thanh lý, bộ này 1.300.000. Đấy, cái tay này 350, tay này 200, cái bộ này 250 này, và hai cái bộ này 130 này. Cái bộ này, cái bộ rẻ nhất này 8 xích. Và cái bộ này 150.000. Bộ này là combo này là 900.000 các bạn nhá. Đấy thì như lúc đầu Linh nói với các bạn rồi, thì anh em nào mà thắc mắc gì thì anh em cứ comment bên dưới nha các bạn nhá. Clip đầu tiên của tháng 7 xin phép dừng đây. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.